Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: Thủy điện Trị An ngưng xả lũ, dân phấn khởi đi hôi lọc trời. Phía hạ du các sông Sài Gòn, Đồng Nai đang thời kỳ đỉnh triều. Để giảm ảnh hưởng trong đợt đỉnh triều, công ty Thủy điện Trị An đã tiến hành đóng tất cả các cửa xả tràn trên địa bàn. Chiều 30 tháng 9, sau nhiều ngày xả lũ, công ty Thủy điện Trị An ở Đồng Nai đã chính thức ngưng xả lũ, đóng tất cả các cửa xả. Theo đó, hiện nay phía hạ du sông Sài Gòn, Đồng Nai đang thời kỳ đỉnh triều. Để giảm ảnh hưởng trong đợt đỉnh triều cường này, thì công ty Thủy điện Trị An đã tiến hành đóng tất cả các cửa xả tràn. Ngay sau khi ngưng xả tràn, lưu lượng nước xuống hạ du qua tuabin phát điện là 840 mét khối trên một giây. Trước đó, từ ngày 17 tháng 9, để đảm bảo an toàn hồ thủy điện, nên công ty Thủy điện Trị An đã xả nước điều tiết qua tràn xuống hạ du mức 150 mét khối trên giây và tăng lưu lượng dần lên đến các cửa là 910 mét khối trên giây. Đến ngày 25 tháng 9, sau nhiều lần tăng lượng nước xả tràn, công ty đã ra thông báo giảm lượng nước xả tràn và đóng tất cả các cửa tràn hồ chứa vào ngày 30 tháng 9. Cứ như theo thường lệ, mỗi đợt mà thủy điện đóng cửa xả tràn thì người dân khắp nơi lại đổ về khu vực bên ngoài cửa xả tràn để săn cá. Họ gọi đó là lọc trời cho, nhiều người đánh cá về bán, nhiều người lại thấy đó là thú vui để trải nghiệm cùng bạn bè. Nhờ lọc trời mà nhiều người thu được tiền triệu, nhiều người đánh bắt được số lượng cá khủng. Các bạn thấy không? Nhiều khi xả tràn như vậy cũng là một cái cơ hội để cho người dân chúng ta kiếm tiền sau dịch nha các bạn. Ai ấy thì cứ ra đó mà bắt cá đi, về ăn không hết thì làm mắm phơi khô rồi bán lại. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.